các em bên lớp kia có nghe không vậy? Mục tiêu điều trị hội chứng mạch vành mạn, các em nhớ là chúng ta thứ nhất là triệu chứng. Đương nhiên là khi nào mình nghi ngờ người ta có bệnh vành đau ngực, đúng không? Đau ngực kiểu mạch vành hoặc tương đương, hoặc triệu chứng tương đương đau ngực kiểu mạch vành là gì? Khó thở, đúng rồi. Hoặc là người ta bị đau mà hướng lan của cái đau thắt ngực kiểu mạch vành đó, hướng lan lên cằm, đúng không? Đau thượng vị hoặc đau ở giữa hai vai, đó là cái triệu chứng tương đương. Thứ hai là cải thiện tiên lượng. Tiên lượng là thuốc, cái nào điều trị nào mà kéo dài được đời sống là người ta tốt hơn so với lại điều trị triệu chứng. Điều trị triệu chứng thì mà em cải thiện được chất lượng cuộc sống, nhưng mà em không cải thiện được tiên lượng. Tiên lượng là em tăng tuổi thọ của năng, đúng không? Còn cái em phân biệt giữa hai cái không? Điều trị triệu chứng và cải thiện tiên lượng nó khác. Rồi, bằng điều trị nội khoa và can thiệp. Thứ ba là kiểm soát yếu tố nguy cơ bằng thay đổi sống. Em thấy bây giờ cái lối sống rất là quan trọng ha. Thì phải cái bệnh nào cũng vậy, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, phải quan trọng cái lối sống, đúng không? Lối sống quá tĩnh tại là ngồi một chỗ và đọc iPad không là, đúng không? Điện thoại không thì đã nguy cơ đó. Thay đổi lối sống và kiểm soát yếu tố nguy cơ. Đương nhiên cai thuốc lá, bệnh nhân tăng huyết, bệnh nhân bệnh mạch vành mà hút thuốc lá đó là yếu tố nguy cơ chính luôn. Em phải ngưng hoặc giảm từ từ và ngưng. Ăn uống lành mạnh, ăn nhiều trái cây ha, tránh ăn muối nhiều, đúng không? Cũng giống như tăng huyết áp. Hoạt động thể lực cũng giống như tăng huyết áp, 30 đến 60 phút. Duy trì cân nặng, giảm cân, chích ngừa cúm và COVID và ngừa phế cầu cho với mà chích ngừa cúm hàng năm. Và bệnh nhân dễ bị rơi vào trầm cảm thì mình phải có các bệnh lý phục hồi chức năng tim mạch là bắt buộc ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Uống thuốc theo toa và cái năm 2023 này mới nè, AHA là cái hội tim của Mỹ, ACC là trường môn tim mạch của Mỹ, đúng không? Hai cái đó nổi tiếng, đúng không? Em thấy là đưa ra cái guideline và điều trị bệnh nhân bệnh động mạch vành mạn. Họ ở Mỹ họ vẫn chưa dùng từ là hội chứng mạch vành mạn, họ vẫn dùng từ là bệnh động mạch vành mạn. Thì thấy là họ khuyến cáo là thực phẩm bổ sung, đó chính là mình bổ sung á, mình dùng omega 3, vitamin C, D, E, beta carotene và calcium không có lợi trong giảm biến cố tim mạch cấp, đúng không? Không có lợi. Giờ cứ uống vô hoài, đúng không? Rồi, và cái này có hơi mới, là cái này có hơi mới so với cái ESC. ESC là 2019-2000 đã có rồi, 3 năm nay của Mỹ họ thêm nè. Cái nào thêm là thầy làm tô đỏ đó. Ở bệnh nhân có CCD là bệnh động mạch vành mạn, giảm tối luôn nguy cơ tiếp xúc với lại ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí thì nó sẽ giảm được cái biến cố tim mạch, anh thấy không? Ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn cũng là yếu tố nguy cơ của tim mạch đó. Ở bệnh nhân bệnh mạch vành mạn, giảm tối thiểu cái tiếp xúc với lại thời tiết. Ví dụ ở nơi lạnh quá, extreme đó là cực kỳ lạnh hoặc là cực nóng quá đều không tốt. Em thấy để extreme là cực, đúng không? Quá không tốt. Hoặc là khói ở nơi bị cháy, vậy là cháy rừng, những nơi mà bị cháy là tiếp xúc không tốt, em thấy không?
có thể nó giảm được nguy cơ của biến cố tim mạch. Tuy nhiên nó có 2B thôi, 2A là có lợi nhiều hơn, còn 2B là lợi không bằng hại. Đó. Thì đó, cũng có ghi nhận, người ta cũng có ghi nhận. Rồi, về vấn đề điều trị nội khoa, bao gồm thuốc chống thiếu máu cục bộ cơ tim, thuốc trị triệu chứng đau ngực. Thuốc thứ hai là thuốc phòng ngừa biến cố tim mạch, nghĩa là thuốc cải thiện tiên lượng đời sống bệnh nhân. Hai, triệu chứng thì nó không cải thiện tiên lượng, và điều trị. Điều trị triệu chứng còn gọi là điều trị chống thiếu máu cục bộ, có các bước. Nếu mà em chú ý vào nhịp tim, nếu nhịp tim tăng thì ức chế nhịp tim. Nhịp tim dưới 50 lần phút thì đã chậm rồi, thì dùng Pelodip. Em phân biệt hai loại thuốc, một nhóm thuốc là Dipyridine, Nifedipine, Amlodipine, Pelodipine, Nicardipine. Hiểu không? Còn nhóm mà non-DHB, non-D là diazem, và hai cái đó nó khác nhau. Một cái là DHB và cái non-DHB. Nha. Đó. Thì non-DHB cũng giống như ức chế. Đó. Nó làm chậm nhịp tim thì có dùng. Hiểu không? Rồi. Nếu có rối ăn rắc trái và suy tim thì phải dùng ức chế beta. Còn huyết áp thấp thì đâu, liều ức chế beta liều thấp, hoặc là ức chế kênh canxi nóng liều thấp mới được, tại huyết áp nó đang thấp rồi. Nếu mà điều trị chuẩn mấy cái này không có thì beta và ức chế canxi. Nếu bệnh nhân làm sao, bệnh nhân có hen thì sao dùng ức chế beta được, thì nó học nha, hiểu không? Thì nói mình nguyên tắc chung. Còn bước thuốc hàng thứ hai đó là các em có thể chuyển sang nhóm này nha. Rồi, hoặc là xin là nhóm thuốc hàng thứ hai. Hàng thứ nhất là ức chế beta, ức chế canxi. Hàng thứ hai là nitrat, ranolazin hoặc dimetazidin. Bây giờ họ cái này nè, ibrapradin, cái guideline mới họ nói là nếu bệnh nhân không có suy tim, không rối loạn chức năng thất trái thì không dùng vì nó có hại. Đó. Em thấy PAM nè, 2023 ACHA, ACC. Ở bệnh nhân có bệnh mạch vành mạng và chức năng thất trái bình thường, thêm ibrapradin đối với điều trị chống đau thắt ngực có khả năng làm hại bệnh nhân. Nó mới không? Khi 2019 của ACC nó này, thấy không? Có nói bên đây đâu. Thì đương nhiên là này đi được, tại điều trị suy tim luôn đi được. Nhưng mà trong bà thì không cho xài nữa. Thấy không? Em thấy là chứng tỏ là này, đúng không? Một chú lớn nó thay đổi hết cái gà này, thực hiện nghiên cứu lớn thay đổi tay lại, đúng không? Cái ibrapradin là thuốc gì? Ibrapradin là ức chế kênh IF của nút son, nút xoan. IF là chữ funny, là người ta thấy là cái kênh đó nó có hơi thú vị thì dùng chữ funny là thú vị, đúng không? Thì nó làm chậm nhịp tim thôi, nó làm chậm nhịp xoan đi, đúng không? Thì khuyến cáo
là em thấy là có vai trò của nó nè. Tim thì có rồi, trong khi là huyết áp thấp cũng có xài luôn, thấy không? Đó, nhưng mà năm 2003 thì ACFA và ACC người ta thấy không? Không dùng nếu chức năng tâm thu thất trái bình thường là có suy tim đó, thì không nên dùng vì nó làm hại bệnh nhân, có thể là nguy hại, thấy không? Đó, em chú ý cái đó thôi. Trong khi ở đây vẫn có bước thứ ba vẫn, mà đâu phải có nhóm thất trái và suy tim đâu. Nếu bên đây thì được, ở đây chú ý ha, nhóm này đã được, nhóm này đã được bỏ, còn chức năng thất trái và suy tim đó tô đỏ lên thôi ha. Rồi à, các thuốc phòng ngừa biến cố tim mạch là aspirin. Nếu không dùng được aspirin thì lopidogrel. Các em nhớ vậy ha. Rồi, bây giờ thêm nữa. Em thấy là năm 2020 châu Âu họ khuyến cáo thêm một lọc thứ hai vào aspirin để phòng ngừa thứ hai. Nguy cơ thiếu bộ cao và không có nguy cơ. Nghĩa là người ta thấy là tăng nguy cơ huyết lên, thì sao mình không có dùng hai thuốc khác cái tập tiểu cầu, aspirin cộng lopidogrel có giảm được không? Thì lúc đó thấy mức chứng cứ 2A cũng được rồi nè, màu vàng là được ha, màu cam thì thấp hơn, còn màu đỏ là chống chỉ định, màu xanh là phải dùng, đúng không? Đó, dùng một trong hai aspirin không dùng được, bị nhân bị xuất huyết, viêm rét dạ dày không dùng được, chuyển qua. Bây giờ lúc đó họ thấy là thêm hai thứ vô có được không? Đây, nguy cơ cao thì mức chứng cứ 2A, nguy cơ trung bình 2B là thấp hơn. Rồi đến năm 2023 thì sao? Không được. Đó, đến 2023 AHA. Đó, ở bệnh nhân có bệnh mạch vành không có lợi ích nè, không lợi ích ha, rồi nguy cơ hại nữa là gì? Bệnh nhân bệnh mạch vành mạng mà không có hội chứng vành cấp gần đây, hoặc là có PCI, nghĩa là có can thiệp mạch vành qua da mà phải dùng kháng kết tập tiểu cầu, EABT là kháng kết tập tiểu cầu kép nha. Yeah. Thêm lopidogrel đối với điều trị aspirin có thể không có ích để giảm biến cố tim mạch chính. Chữ MAY là major, A là efforts, ha. Rồi là biến cố tim mạch chính. Em nhớ từ này, bây giờ hay xài cái từ này, MAY là biến cố tim mạch chính. Đâu có ích gì đâu. Và đây có hại luôn nè. Đối với bệnh nhân mạch vành mạng và có đột quỵ trước đó, cơn thoáng thiếu máu não hoặc là xuất huyết nội sọ, vorabasan không thêm vì nó tăng nguy cơ chảy máu, thì thuốc đó mình chưa có. Đó, em thấy không? Không có ích, chỉ dùng một thứ thôi. Nếu người ta có đặt tên mới dùng hai, hoặc là có hội chứng vành cấp thì mới dùng kép hai thứ. Còn nếu mà vành mạng chỉ dùng một thứ thôi. Thấy không? Rồi. Đối với bệnh nhân mà sau can thiệp mạch vành và nhịp xoang, aspirin, clopidogrel ra. Đúng không? Rồi. Cái này em coi, và thầy nói năm 2023 họ tóm lại cho cái gì? With OAC là bệnh nhân dùng
thang điểm Chartvet là một cách điểm chuyển để thuốc kháng đông để ngừa nguy cơ đột quỵ não và thuyên tắc mạch ở bệnh nhân bị rung nhĩ. Bây giờ tại vì người ta thấy là rung nhĩ thì sao, cái nhĩ trái hầu như là nó không có co bóp, đúng không? Thì sao nó không có bóp thì nó nguy cơ dễ bị huyết khối ở nhĩ trái và tiểu nhĩ trái. Thì trên cơ sở đó người ta phát triển cái thang điểm đó. Cái chữ Chartvet là cái tự viết tắt của các chữ cái bệnh của người ta, đúng không? Chữ Chart là chữ C là suy tim, chữ H là chữ tăng huyết áp, chữ A là tuổi age, tuổi bệnh nhân, đúng không? Chữ D là đái tháo đường và chữ S là chữ đột quỵ, hiểu không? Ra chữ VAS là chữ mạch máu đó. Như vậy thì dựa vào những cái đặc tính đó cùng tính thì người ta thấy là đó là cấp 3 tử chân, thì ý sử dụng thuốc kháng đông để ngừa đột quỵ nguy cơ ở bệnh nhân có rung nhĩ, hiểu không? Có rung nhĩ thì người ta thầy cầm gì luôn này, có rung nhĩ và có thang điểm Chartvet đó lớn hơn hoặc bằng 2 điểm đối với nam và lớn hơn bằng 3 điểm đối với nữ thì phải sử dụng thuốc kháng đông đường uống là OAC để ngừa thuyên tắc huyết khối đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ, được chưa? Thì câu hỏi đặt ra là bệnh nhân rung nhĩ mà có bệnh mạch vành mạng luôn, nghĩa là bệnh mạch vành mạng thì phải dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu mà lại có dùng kháng đông nữa thì rồi thì ASA họ chia ra hai nhóm, một nhóm không có dùng thuốc kháng đông bên tay phải và nhóm xin lỗi, bên tay trái là nhóm không thuốc kháng đông, còn nhóm bên tay phải là có dùng thuốc kháng đông. Như vậy nếu bệnh nhân bệnh vành mạch mạng mà không có bệnh phải dùng thuốc kháng đông thì bệnh nhân làm 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là không có can thiệp mạch vành, BCI là can thiệp mạch vành qua da, các em nhớ mấy cái từ đó dễ ha. Hoặc là cái trên 12 tháng rồi, họ chứng vành cấp 1 năm rồi, không phải vừa mới mà qua 1 năm rồi, thì sao? Chỉ dùng aspirin thôi, suốt luôn. Như vậy là suốt đời đó ha. Đúng không? Rồi, nếu bệnh nhân có hội chứng mạch vành mạng, hội chứng vành cấp trước đó, có không có can thiệp, có người tiền hoặc là người ta không có can thiệp đặt tên gì hết, được không? Thì sao? Thì kháng kết tập tiểu cầu kép DABT là kháng kết tập tiểu cầu kép 1 năm, có thể kéo dài đến 12 đến 36 tháng. Vì nghiên cứu người ta thấy đến 3 năm vẫn còn có lợi nên có con số như vậy. Các em nhớ tại sao người ta có những cái mốc, những con số đó là dựa vào các nghiên cứu thôi, chứ không thể nào mà người ta nghĩ ra được hết, hiểu không? Con số đó là dựa vào các công trình nghiên cứu lớn, chứ không có thể nào có được nghiên bịa ra con số đó được, hiểu không? Rồi, đối với bệnh nhân có can thiệp mạch vành nhưng mà nguy cơ chảy máu thấp đến trung bình thì người ta có dùng, đa số bây giờ là dùng ten phụ thuốc hết, DES là ten phụ thuốc, còn BMS là ten không có phụ thuốc, em nhớ đi ha. Thì 6 tháng kháng cái tập tiểu cầu kép, sau đó chỉ dùng một thuốc kháng cái tập tiểu cầu kép thôi, đúng không?
Còn đối với nguy cơ chảy máu cao thì nguy cơ chảy máu cao lắm, dùng hai cái là nguy cơ thì dùng có một hoặc là 3 tháng. Nghe không? Kháng cái tập kiểu cao kép. Sau đó chỉ dùng B2Y12. B2Y12 là nó nói chung 3 thứ thuốc kháng cái tập tiểu cầu, đó là Lopinavir, thứ hai là Ticagrelor và thứ ba là Prasugrel. 3 thứ thuốc đó gọi chung là nhóm thuốc B2Y12. Trong đó Lopinavir là yếu hơn, khả năng mà ức chế tiểu cầu yếu hơn so với Ticagrelor và Prasugrel. Nhớ ha, khả năng về đây đó. Thì sau 3 tháng có thể dùng B2Y12 và sau đó có thể dùng suốt luôn, phải dùng một thứ. Còn đối với không có BCI mà đang dùng thuốc kháng đông nha, bệnh nhân rung nhĩ rồi, bệnh nhân gồm kháng đông, nguy cơ chảy máu thấp, thì có thể dùng thuốc kháng đông cộng clopidogrel cộng aspirin một tháng thôi, 3 thứ một tháng rồi. Hiểu không? Ví dụ như thầy nói họ dùng abisaban là thuốc kháng đông đường uống, clopidogrel cộng aspirin 3 thứ một tháng thôi, sau đó thuốc kháng đông và clopidogrel 6 tháng kế tiếp, và sau đó chỉ có thuốc kháng đông thôi, đúng không? Còn nếu mà nguy cơ mà huyết khối nó bị cao, nguy cơ huyết khối cao thì dùng cái này một tháng, sau dùng có tiếp này 1 đến 6 tháng, và cũng nói chung là sau đó là chỉ dùng thuốc kháng đông thôi. Còn đối với bệnh nhân mà không có BCI hết thì bất kể, chỉ dùng thuốc kháng đông thôi, không dùng kháng cái tập tiểu cầu. Bệnh nhân đang rung nhĩ, hiểu không? Nhưng mà không có can thiệp mạch vành gì hết mà có hội chứng vành mạng thôi, không dùng kháng cái tập tiểu cầu. Thì người ta thấy là kháng đông nó cũng ức chế cái cục máu đông rồi, kháng cái tập tiểu cầu anh ức chế giai đoạn đầu, đúng không? Giai đoạn nút thắt và giai đoạn thành mạch và nút chặn tiểu cầu là giai đoạn đầu, sau đó mới là fibrin. Thì anh này anh đánh cái giai đoạn cuối rồi, hiểu không? Nên chỉ có kháng đông một mình thôi. Nếu phải dùng thuốc kháng đông mà có hội chứng vành mạng thì ưu tiên là thuốc kháng đông, hiểu không? Mỹ, em thấy Mỹ họ rất rõ ràng là sao, có sơ đồ hết ha, rất rõ ràng. Rồi em thấy không, ở bệnh nhân có hội chứng vành mạng mà không có chỉ định điều trị kháng đông đường uống hoặc kháng cái tập tiểu cầu kém, và nguy cơ biến cố thiếu máu cục bộ tái phát, nhưng nguy cơ chảy máu thấp đến trung bình, có thể thêm liều thấp rivaroxaban là thuốc kháng đông đường uống. Liều thôi, liều của ta bình thường là 20 hoặc 15, bây giờ liều có 2,5 thêm với aspirin giảm nguy cơ biến cố tim mạch chính long term, dài hạn, thấy không? Em thấy không? Đó, có cái đó ha. Vì sao em thấy những cái toa mà bác sĩ tự nhiên cho 2,5 mg rivaroxaban cộng aspirin là cái đó ha. Rồi, em dùng thuốc kháng cái tập tiểu cầu với là aspirin thì nguy cơ là sẽ bị xuất huyết tiêu hóa, thì họ khuyến cáo là nên sử dụng luôn PPI để ngừa xuất huyết tiêu hóa luôn. Đây là guideline luôn á, chứ không phải là không có đâu ha. Statin được khuyến cáo để giảm BBS máu là chắc chắn phải có rồi ha. Rồi, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể ở bệnh nhân mà bệnh mạch vành mà có suy tim, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường, đương nhiên rồi. Ức chế beta nếu mà có suy tim,
rối loạn chức năng thất trái. Rồi. Điều trị thay thế hóc môn đối với những người bị cái gì không? Các em bị nhân nữ mà bị tiền mãn kinh, em nhớ hiểu không? Họ sụt giảm cái estrogen, cái xong là phải điều trị hóc môn estrogen để bù trừ, để giảm cái tình trạng mà thiếu hụt estrogen đó, nhưng mà nó lại làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Nên là đối với bệnh tim mạch là không có được sử dụng hóc môn thay thế đối với bệnh nhân nữ bị mãn kinh, tiền mãn kinh, đúng không? Rồi, chống chỉ định đó. Rồi, và ACC họ khuyến cáo ở bệnh nhân có bệnh mạch vành mãn thêm colchicin. Bây giờ qua các nghiên cứu họ thấy là cái gì? Cái mảng sơ vữa là do cái tích lũy cái cholesterol, đúng không? Nó hình thành mảng sơ vữa. Thì mình đã dùng cái thuốc gì? Statin để ổn định mảng sơ vữa, đúng không? Để tránh viêm ở đó. Còn vai trò của gì nữa? Tình trạng viêm thì colchicin là có tác dụng là giảm viêm, thể hiện qua cái gì? Thấy bác sĩ tim mạch sẽ thử HSCRB chứ không phải CRB. CRB siêu nhạy, hiểu không? Nếu nó trên 2 là nó có nguy cơ tim mạch, hiểu không? Đó, người ta mục tiêu bây giờ là ngoài điều trị LDL cholesterol dưới 1.4 milimol trên lít hoặc là còn phải kèm theo là giảm HSCRB dưới 2 mg trên lít. Hiểu không? Thì em ổn định mảng sơ vữa, ấm tình trạng viêm thì cái mảng sơ vữa nó bị không bị nứt vỡ, hiểu không? Nứt vỡ thì nó thành cái gì? Huyết khối thì có aspirin, có kháng đông. Đó, hiểu không? Đánh chặn từng cái để ngừa, hiểu không? Đó. Đó, nên colchicin thì colchicin liều bao nhiêu? Thì họ thấy là nhưng mà 0,5 mg một ngày. Tuy nhiên là thời gian bao lâu? Em để ngừa thì em phải uống hoài. Đúng không? Nếu nó đạt được mục tiêu là HSCRB dưới 20 mg/lít rồi thì em có uống tiếp không? Đúng không? Đó, câu hỏi đặt ra là vậy. Uống hoài à? Uống suốt đời à? À, hiểu không? Đó. Rồi, nếu bệnh nhân còn đau ngực thì mình phải xem có cần phải tái hóc môn. Tái xong là bệnh nhân hẹp quá, bây giờ nằm đặt stent hay là phẫu thuật bắt cầu mạch vành, nó hẹp nhiều chỗ quá, phải lấy cầu nối từ ở động mạch vú trong đi qua chỗ hẹp đó, đi xuống đây, hiểu không? Gọi là cầu nối, giống em làm cầu vượt vậy đó, đúng không? Đi qua chỗ hẹp, đi qua chỗ tắc nghẽn giao thông, đi qua đó, đó gọi là bắt cầu. Mình bắt cầu để giảm triệu chứng, tuy mình muốn là nó cải thiện tiêu chuẩn hơn, chứ còn giảm triệu chứng mà tốn tiền đồ, đúng không? Đặt một cái stent là tốn 40 triệu đi, mấy tay phẫu thuật chắc cũng tốn 100 triệu, đúng không? 100 triệu, nhưng mà chỉ để triệu chứng thôi, mình làm có tốt không, đúng không? Có cải thiện được tiên lượng không mới vấn đề nha. Rồi, mục tiêu của tái lưu thông mạch vành á là mình giảm cái đau ngực rồi, đúng không? Và mình có cải thiện triệu chứng, và quan trọng là có cải thiện được sống còn không. Đối với bệnh nhân EF giảm suy tim, phẫu bắt cầu mạch vành thêm với điều trị nội khoa, em không bao giờ điều trị nội khoa mà bỏ đi, vẫn điều trị nội khoa mà thêm cái đó để cải thiện còn luôn đối với bệnh nhân suy tim EF giảm, thấy không? Dưới 35% trở xuống là lúc đó em tái lưu thông mạch vành để cải thiện tiên lượng nữa, chứ không phải để cải thiện triệu chứng không nha.
Đối với bệnh nhân có bệnh nhiều nhánh mạch vành, có ba nhánh là bệnh nhiều nhánh lên mà rối loạn chức năng thất trái, thì CABG là phẫu thuật bắt cầu mạch vành thêm vào điều trị nội khoa. Như vậy điều trị nội khoa vẫn là ưu tiên, và những cái này là thêm vào điều trị nội khoa thôi, em thấy không, đúng không nha? Đó, bệnh nhân bệnh mạch vành, bệnh nhiều nhánh mạch vành, hoặc là phẫu thuật bắt cầu, hoặc là can thiệp mạch vành, tái mưới máu, thêm vào điều trị nội khoa theo guideline hợp lý để giảm nguy cơ biến cố tim mạch, như là nhồi máu cơ tim, như là phải tái thông mạch vành và tử vong do tim mạch, thấy không? Addition là thêm vào thôi nha, chứ không phải là thay thế. Điều trị nội khoa bệnh mạch vành mạng vẫn là điều trị khoa tốt là ưu tiên nha. Lọt chọn giữa lựa thì em coi nè, dựa vào cái này các em coi có thiếu máu cục bộ hay không để người ta quyết định là có, ý là hẹp nó phải là quan trọng, hẹp 90% hoặc biện pháp tu luyện cái kỹ thuật đó để thấy là nó làm em tái tưới máu. Chứ còn hẹp chưa quan trọng, em tái tưới máu để làm gì? Em làm đẹp cái đường lòng mạch nó thông thoáng, nhưng em không cải thiện được cái gì hết. Không biết có cải thiện chứng thì cũng có không, nhưng không hề cải thiện tiên lượng. Đối với cái nhóm suy tim giống vậy, người ta mới thấy nó cải thiện tiên lượng. Em hiểu không? Hẹp chưa có ý nghĩa, không có suy tim, không có cải thiện tiên lượng đâu. Còn lựa chọn giữa một cái phẫu thuật bắt cầu với lại can thiệp mạch vành thì tùy theo đặc điểm lâm sàng, tùy theo về giải phẫu mạch vành như thế nào. Em nhớ bệnh thân chung của động mạch vành trái và bệnh nhiều nhánh thì ta ưu tiên là phẫu thuật, hiểu không? Thân chung là gì? Cái nhánh chính tên em đi vô là nó sụp luôn, hiểu không? Vô những cái này, thang điểm sinh tắc là thang điểm giá cái vành theo kết quả chụp mạch 23. Bây giờ bao nhiêu? 33. 33 là thang điểm bệnh giải phẫu mạch vành nó phức tạp, ưu tiên là can thiệp. Thì lựa chọn cái đó là phải có bác sĩ tim mạch can thiệp, bác sĩ phẫu thuật tim mạch, một cái đội để quyết định ca này can thiệp hay là phẫu thuật. Còn nhiều yếu tố lắm, hiểu không? Như vậy đó, em cần nắm ba mục tiêu là giảm triệu chứng, cải thiện tiên lượng là các thuốc, các phương pháp điều trị, kiểm soát yếu tố nguy cơ, nắm vững các phương pháp thay đổi lối sống, kiểm soát yếu tố nguy cơ, biết các thuốc điều trị triệu chứng. Thuốc hàng nhất ức chế beta canxi, hàng thứ hai là nitrat, và nhớ nitrat tác dụng kéo dài hay ngắn ha. Ranolazine, gemcitabine, thầy bỏ cái ivermectin rồi. Ivermectin chỉ khi nào suy tim mới có. Cải thiện tiên lượng là kháng kết tập tiểu cầu, statin, ức chế men chuyển và ức chế beta. Đối với suy tim mới có, ức chế beta nó cải thiện tiên lượng, còn không suy tim chỉ cải thiện triệu chứng, hiểu không? Rồi, quyết định tái lưu thông mạch vành là khi nào hẹp 90% trở lên mà không cải thiện triệu chứng, thì chọn lựa giữa phẫu thuật bắt cầu với lại can thiệp là tùy theo cái đặc điểm lâm sàng và giải phẫu mạch vành.
là ưu tiên là phẫu thuật khi nào bệnh thân chung của động mạch vành trái hoặc bệnh nhiều nhánh mạch vành thì ưu tiên là, hoặc là thang điểm phẫu thuật mạch vành á, giải phẫu mạch vành nó cao, sinh tắc trên 23 hoặc 33, hiểu không? Thì người ta ưu tiên là phẫu thuật. Rồi, hết rồi.